Lịch thi đấu Việt Nam với Hồng Kông, tình hình sân lạch chay ngay lúc này. Trận ra mắt của huấn luyện viên Rozier cùng tuyển Việt Nam sẽ là cuộc chạm trán với tuyển Hồng Kông tại sân lạch chay vào lúc 19h30 phút tối nay ngày 15 tháng 6. Trong buổi phỏng vấn kỹ thuật trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hồng Kông, Trung Quốc, huấn luyện viên Rozier đã có lời khen với cơ sở hạ tầng sân vận động lạch chay. Đánh giá về tình hình các học trò, huấn luyện viên Rozier dành những lời khen cho toàn đội. Cụ thể, huấn luyện viên có biệt danh Phù Thủy Trắng cho biết, tôi đánh giá mọi cầu thủ rất nỗ lực tuân thủ và thiết lập những bước đầu trong vận hành và tổ chức lối chơi. Họ tập luyện chăm chỉ, phản ứng và quyết tâm tối đa. Tôi hài lòng với cả đội. Dù chỉ có 5 ngày ngắn ngủi tập trung đông đủ đội hình, tôi cố gắng truyền tải tối đa kiến thức để các cầu thủ có thể vào sân thi đấu. Với năng lực thực chiến cùng những kiến thức đã hấp thụ, tôi mong tuyển Việt Nam có màn trình diễn tốt nhất. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Rozier cũng đưa ra đánh giá về ba cầu học trò trở về từ nước ngoài của mình là Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn. Cụ thể, huấn luyện viên Philip Rozier cho biết, đối với Quang Hải, đây là cầu thủ hội quân sớm nhất trong các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Quang Hải có một tuần tập luyện. Về mặt tinh thần, cậu ấy nỗ lực tối đa để thích nghi với yêu cầu tôi đưa ra. Công Phượng và Văn Toàn, về hội quân muộn hơn do quy định nhã quân của câu lạc bộ liên quan đến FIFA Days. Theo đánh giá của tôi, họ đều khát khao thể hiện để chứng minh năng lực với huấn luyện viên mới. Đặc biệt, khi được hỏi về cơ sở vật chất của nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hồng Kông, Trung Quốc, huấn luyện viên Rozier dành những lời khen hết mức. Ông thầy ngoại quốc cho biết mặt có sân vận động lạch chay hoàn hảo. Tuy nhiên, yếu tố sân bãi là một phần nhưng thời tiết cũng khá quan trọng. Hy vọng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hồng Kông, Trung Quốc thời tiết sẽ tốt hơn bởi cơn mưa làm ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu.